Trái ngược với cảnh đường phố vắng vẻ ngày cuối năm, thì những khu chợ luôn sầm uất tấp nập, người mua kẻ bán, thậm chí luôn trong tình trạng quá tải, dù chẳng phải giờ cao điểm. Thế nhưng với nhiều người, thế vẫn là vắng. Hôm nay thì sẽ không đông bằng ngày mai, vì lượng khách mua vẫn là vắng. 30 Tết bao giờ cũng đông. Có bánh chưng này, bánh chưng chay, bánh chưng mặn, các loại giò, xôi. Bây giờ mọi người làm cái hình thức nó rất là đẹp. Bây giờ là cùng chay nhiều hơn. Nếu mà buổi chiều thì là sẽ không có để bán nữa. Để hôm nay công nhân viên chức được nghỉ, hôm nay người ta đi mua đông hơn. Chuối thì nó cũng như mọi năm thôi, nhưng hoa quả nhập khẩu đắt hơn. Có này thì 200, có này 300, 400, 500, nó tùy theo. Mặt hàng đặc trưng của khu chợ những ngày cận Tết là gà luộc ngậm hoa hồng. Mức giá khá đắt đỏ, từ 400 đến 500 nghìn đồng một con. Nhưng chủ quán vẫn trong tình trạng làm tới đâu, hết tới đó. Người bán còn dán sẵn cả mã QR trên tay. Cầm tiền mặt đi ngày Tết là mọi người sợ bị mất, dẫn tới là thường quét QR cho nhanh. Đấy, bên chị cực kỳ sáng tạo đấy, em thấy không, ổn không? Chỉ phục vụ đến khoảng tầm đầu giờ chiều thôi, tầm vài trăm con trên một ngày. Ngày 30 nhà anh thế, mỗi một nhà thì bắt buộc phải có một con gà, một đĩa xôi rồi. Còn tại các tuyến phố bán đào quất, theo nhiều tiểu thương, lượng khách đến xem là chính, còn người mua chỉ lác đác. Các nhà vườn còn tồn cả 100 cây là chuyện bình thường. Tết đã đến gần, còn người bán như ngồi trên đống lửa. Vẫn chưa thể Tết ở đâu anh ạ. Chăm sóc cả một năm mà bây giờ lượng hàng bán ra thì vẫn còn rất là ít. Chưa thấy vốn đâu cả. Không biết là năm nay có Tết hay không. Trung bình một cây tầm 1 triệu, 1 triệu 2. Chắc chắn là ngày mai sẽ phải giảm giá để bán cho hết. Giảm xuống 300-400 một cây. Đắt chỗ buôn, buồn chỗ bán. Nhà hàng thì bán được nhưng mà người dân đi buôn thì năm nay không ăn thua. Cung vượt quá cầu nên là rẻ lắm. Dụ cây này năm ngoái phải được 300-350, năm nay đang bán 200. Giảm giá, thậm chí là tụt giá để còn đi về. Nấu bánh chưng đắt rẻ bán hết để đi về. Phiên chợ ngày Tết giờ đây không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, mà với nhiều người còn trở thành một món ăn tinh thần, như đem cả mùa xuân về tổ ấm của mình. Xuống phố mùa này là để chia một phần nhỏ hạnh phúc của mình cho đời, để đường về quê với ai đó trở nên gần hơn.